Chào các bạn, đây là chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn. Tôi là bác sĩ Quyền, đến từ chuyên khoa nắn chỉnh răng. Chủ đề ngày hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn là phải làm gì khi bị bong mắc cài và dây cung. Đôi khi mắc cài hoặc dây cung bị bong trong quá trình chỉnh nha, không có gì phải hoảng sợ cả, nhưng bạn cũng cần có những tip đặc biệt để giải quyết trước mắt. Mắc cài bong có thể gây khó chịu, xước hoặc diệt miệng. Nếu không sửa chữa kịp thời, điều trị sẽ bị liên đới. Bạn có thể tự điều chỉnh một chút trước khi đi đến gặp bác sĩ. Đầu tiên hãy bảo vệ khoang miệng của mình trước đã. Bạn biết đấy, bất cứ vật thể sắc nhọn nào trong miệng cũng gây nguy hiểm, vì vậy cần phải bảo vệ miệng, mô mềm trước khi tới gặp bác sĩ. Cách xử lý đơn giản nhất nếu có thể đối với mắc cài là nhặt nó ra, gói chúng lại. Đối với dây cung thừa thì chúng ta dùng một cây bấm móng tay để cắt bỏ. Sáp chỉnh nha cũng rất tiện lợi cho mỗi lần che phủ vị trí khó chịu. Có 3 tình huống rắc rối phổ biến bao gồm: nhất là bong mắc cài ra khỏi răng nhưng mắc cài vẫn ở trên dây cung; thứ hai là dây cung đứt; thứ ba là dây cung thừa. Vậy bạn sẽ làm gì khi bị bong mắc cài? Mắc cài gắn lên răng nhưng nha sĩ cũng phải tính toán để gỡ chúng ra sau điều trị. Nó không giống với hàn răng khi mà nha sĩ muốn mối hàn ở đó vĩnh viễn. Bởi vậy thỉnh thoảng mắc cài bị rơi cũng là điều bình thường. Nếu mắc cài bong dán nhưng vẫn ở trên dây cung, nó có thể xoay và di chuyển một đoạn dài. Liên lạc với bác sĩ chỉnh nha của bạn để được gắn lại ngay. Bong mắc cài hiếm khi gây đau, tuy nhiên nó có thể trà sát khó chịu trong miệng. Trước khi đến nha sĩ, bạn có thể sử dụng một cái nhíp đã được khử trùng, rồi ấn nó về giữa hai răng hoặc vị trí mà nó đứng trước khi dụng. Bạn cũng nên xoay mắc cài đúng hướng. Ngay khi mắc cài nằm ở chỗ mà bạn cảm thấy thoải mái thì sẽ phủ sáp nha khoa lên đó. Với tình huống đứt dây cung thì sao? Có thể chọc vào má, lợi, chảy máu, hoặc nặng hơn là các vết nhiễm trùng. Cố gắng đảm bảo an toàn trước khi tới bác sĩ. Bạn hãy sử dụng kìm cắt móng tay hoặc kìm nhỏ để cắt đuôi một cách gọn gàng. Bạn cũng cần lưu ý tránh rủi ro nuốt đầu dây mà mình cắt ra bằng động tác nót khăn giấy trong miệng trước khi thao tác. Dây thò dài ra so với ban đầu thì phải làm gì? Răng di chuyển tạo ra một vài thay đổi nhỏ và dây cung sẽ bị thừa tại vị trí mắc cài cuối cùng. Dây cung thừa đôi khi làm ặn đau, thậm chí chọc vào cơ cắn gây co khít hàm. Bạn có thể cắt đoạn này bằng bấm móng tay hoặc kìm nhỏ. Sau đó lấy sáp nha khoa che phủ phần đầu dây thừa. Đương nhiên rồi, bạn cũng nên liên lạc với bác sĩ của mình thông báo tình hình nhằm dự phòng trường hợp bạn cắt nhầm dây. Đôi khi bạn không thể đưa các dụng cụ vào những vị trí quá khuất thì tới nha sĩ vẫn là ưu tiên hàng đầu, thay vì loay hoay và có thể làm tình trạng tồi tệ thêm. Rồi đến dây cung bị cong vênh. Nguyên nhân thường là do thức ăn quá cứng. Dây cung cong vênh thỉnh thoảng tuột ra khỏi ống và không thể đưa răng đến vị trí mong muốn theo kế hoạch điều trị. Nếu phát hiện ra vấn đề sớm, bạn có thể giải phóng các điểm uốn của dây. Bạn cũng chú ý, thỉnh thoảng bong mắc cài không bay ra bất cứ cảm giác nào. Để đảm bảo lực tác động được liên tục, bạn nên thường xuyên kiểm tra bằng cách đặt đầu ngón tay hoặc tăm rồi dây thử vào mắc cài. Nhớ là dùng lực rất nhẹ thôi. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần giúp đỡ các bé một chút, vì đôi khi các bé không để ý được những thay đổi này. Tại sao chỉnh nha lại xảy ra vấn đề bong vỡ? Hầu hết nguyên nhân gây bong vỡ mắc cài là ăn đồ ăn quá cứng, giòn hoặc dính. Trước khi ăn, bạn phải luôn nhớ mình đang đeo mắc cài. Một vài phút mỗi ngày dành cho việc cắt nhỏ đồ ăn hoặc thậm chí đổ thực đơn sẽ rất hữu ích, không làm bong mắc cài, chắc chắn thuận lợi cho nha sĩ kết thúc chỉnh nha theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, những cuộc hẹn không đúng lịch với bác sĩ nhằm sửa chữa mắc cài bị bong có thể làm mất thời gian làm việc và học tập của chính bản thân bạn. Vậy nên cần ăn uống thực sự giữ gìn. Trên kênh YouTube Nha Khoa Thiếu Anh, chúng tôi có làm video hướng dẫn về những đồ ăn có thể ăn và không thể ăn. Mời các bạn tham khảo phần mô tả bên dưới. Ngoài ra thì một trong những nguyên nhân gây hỏng mắc cài là tai nạn khi vận động. Bạn phải luôn luôn đeo bảo hộ trong miệng trong lúc chơi thể thao. Hãy nói với bác sĩ của mình về bảo vệ miệng mới hoặc thay cái khác khi răng di chuyển và cái cũ không còn vừa nữa. Những môn thể thao đối kháng có thể gây hỏng mắc cài, tạo nhiều điểm đau khó chịu. Tại phòng khám, thỉnh thoảng chúng tôi ghi nhận một số tình huống thức ăn kẹt vào giữa mắc cài và răng. Nếu không thể lấy ra bằng bàn chải hay chỉ tơ nha khoa, bạn cần hỏi bác sĩ chỉnh nha để loại bỏ những dị vật này. Sử dụng tăm không đúng có thể gây cong dây cung hoặc chọc mạnh làm dây mắc cài. Thường xuyên chải răng cũng giúp răng di chuyển tốt hơn, mắc cài ít bong hơn do không tích tụ vi khuẩn màng bám xung quanh vị trí dán. Làm thế nào để chữa những vết cắt và vết đau trong miệng? Thực ra thì hầu hết những bệnh nhân đeo mắc cài đều bị những vết loét hoặc vết cắt trong miệng. Vết đau thường hết rất nhanh nhưng nếu để kích thích liên tục có thể tạo ra những đám loét lan tỏa. Sáp nha khoa khi đó là một giải pháp tuyệt vời, nó như lớp đệm giữa mắc cài kim loại với mô mềm. Cuộn một lượng sáp nhất định, sau đó vo viên để sáp mềm rồi phủ lên mắc cài. Bạn có thể gỡ sáp khỏi răng trước bữa ăn nhằm tránh tình trạng nuốt phải.
nhưng bạn cũng đừng nên quá lo lắng. Gần như tất cả các loại sáp nha khoa trên thị trường đều an toàn kể cả khi bạn nuốt một lượng nhỏ. Súc miệng nước muối ấm cũng có thể làm dịu và giúp chữa lành vết thương. Kết hợp với súc miệng, chải răng, bàn chải kẽ, máy tăm nước sẽ giúp cho môi trường miệng luôn sạch, từ đó các vết thương nhanh lành hơn. Bạn có thể sử dụng thêm nước súc miệng có tính sát khuẩn trong những trường hợp đau cấp tính. Các nước súc miệng đặc biệt có chloroxin phải sử dụng theo chỉ dẫn của nha sĩ. Cuối cùng, hãy chọn thức ăn mềm và tránh đồ ăn quá nóng quá lạnh. Cuối cùng, chúng tôi mong các bạn hãy luôn giữ liên lạc và lấy lời khuyên từ bác sĩ. Nếu có bất cứ câu hỏi gì, tốt nhất là liên lạc với bác sĩ và hỏi càng sớm càng tốt. Mắc cài có thể bong, dây cung tuột có thể cản trở tiến độ chỉnh nha. Nhưng chỉ cần làm theo những chỉ dẫn của chúng tôi vừa đưa ra, bạn sẽ dễ dàng vượt qua. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bạn thấy đấy, chỉnh nha không chỉ đơn thuần khó khăn về vấn đề chi phí, nụ cười sắt, mà các trải nghiệm cũng đa dạng và phần nhiều làm bạn cảm thấy bối rối, không biết giải quyết thế nào. Vậy nên việc tìm một nha sĩ sẵn sàng động viên cũng như hỗ trợ bạn nhiệt tình là cực kỳ cần thiết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình kỳ sau. Tôi là bác sĩ Quyền, đến từ chuyên khoa nắn chỉnh răng trực thuộc nha khoa Thủy Anh.